cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong khuôn khổ chương trình tham gia hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Saint Andres dự lễ khánh thành biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác châu Âu hàng đầu và việc chọn Pháp để thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pháp. Nhằm ghi dấu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, chính quyền thành phố Saint Andres đã quyết định đặt biển kỷ niệm trong khuôn viên Montpellier trước cửa ngôi nhà Bác từng sinh sống, nay được sử dụng là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng của thành phố. Biển kỷ niệm khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt với nội dung: từ năm 1911 đến năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại thành phố Saint Andres trong khuôn viên Montpellier trên hành trình dài vì tương lai của đất nước Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quyết định của chính quyền thành phố Saint Andres khi coi biển kỷ niệm là một phần di sản không thể tách rời của thành phố, gửi lời cảm ơn đến nhân dân Pháp đã luôn nỗ lực gìn giữ những địa điểm lịch sử, ghi dấu lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dành cả cuộc đời cống hiến vì nhân dân cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần và khí phách của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là một nhà kiến tạo hòa bình kiệt xuất cho dân tộc mình, mà còn là một chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho sự giải phóng của các dân tộc trên toàn thế giới. UNESCO đã vinh danh người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Di sản quý giá này thuộc về ký ức chung mà tất cả chúng ta có trách nhiệm tôn vinh, bảo tồn. Việc khánh thành biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành một địa điểm tưởng nhớ cho người dân Việt Nam cũng như cho tất cả các dân tộc cùng khao khát hòa bình và độc lập. Đây cũng là một trong những minh chứng gắn kết mối quan hệ lịch sử Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhìn nhận trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam và Pháp ngày càng được củng cố và phát triển. Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và đồng hành của nhân dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hy vọng với những gắn kết hiện có, thành phố Saint Andres sẽ có nhiều trao đổi hợp tác hơn nữa với các thành phố của Việt Nam, góp phần củng cố hợp tác nhiều mặt ở các cấp, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước. Thị trưởng thành phố Saint Andres, Herbert Dejan de Lebertier cho rằng, việc gắn biển kỷ niệm là dấu ấn lưu lại lịch sử không chỉ của Việt Nam mà cả của Pháp. Điều đó góp phần thể hiện tình cảm, tình hữu nghị, đoàn kết của người dân thành phố Saint Andres nói riêng và nhân dân Pháp nói chung đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Trước đó, tại tòa thị chính Saint Andres, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút với nội dung: "Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vui mừng đến thăm Saint Andres. Chúng tôi hết sức xúc động trước những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền thành phố, các bạn bè Pháp dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới." Những dấu ấn của người tại Saint Andres là cầu nối quan trọng gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng trên nền tảng lịch sử chung và những giá trị nhân văn cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, sự gắn kết truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Pháp nói chung và với thành phố Saint Andres nói riêng sẽ ngày càng được củng cố và phát triển. Chúc quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, ngày 6 tháng 10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreux, thành phố Montreux của Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động một lần nữa tới thăm thành phố Montreux, nơi có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nhân dân, hai nước và là một trong những đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ đặc biệt về mọi mặt, từ lịch sử, chính trị, kinh tế đến văn hóa, kiến trúc và con người. Với nhiều thăng trầm và đột phá, những gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp cũng như con đường cách mạng và giải phóng dân tộc mà người đã chọn là minh họa rõ nét nhất cho mối quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Pháp.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác châu Âu hàng đầu và việc chọn Pháp để thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pháp. Đại diện chính quyền thành phố Montreal thị trường Patrick Bezic nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại đây là một minh chứng mạnh mẽ cho tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, đặc biệt là giữa nhân dân Việt Nam với thành phố Montreal. Sau khi trồng cây lưu niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm không gian Hồ Chí Minh. Không gian Hồ Chí Minh nằm trong bảo tàng lịch sử sống ở ngay trung tâm của công viên Montreal thuộc thành phố Montreal. Ngay phía bên trái của bảo tàng là khuôn viên đặt tượng đài bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1980, Bảo tàng lịch sử sống được chọn làm nơi lưu giữ các kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian Hồ Chí Minh được khai trương đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 110 của người 19 tháng 5 năm 2000. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm thành phố Le Havre và có cuộc gặp làm việc với thị trưởng thành phố Le Havre Adour Philippe, bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Le Havre giàu lịch sử, văn hóa cùng nền kinh tế biển sôi động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lãnh đạo và nhân dân thành phố về những thành tựu trong việc xây dựng Le Havre trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng cho thương mại hàng hải thế giới. Nhấn mạnh Le Havre còn là nơi ghi đậm dấu ấn cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, di sản quý báu, minh chứng cho mối liên kết chặt chẽ về lịch sử giữa Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của thị trưởng dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Pháp, vui mừng trước những phát triển của sự hợp tác giữa thành phố Le Havre với Đà Nẵng, góp phần tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, phát triển cảng biển, logistics và vận tải biển, bảo vệ môi trường biển, công nghệ hàng hải. Thay mặt nhân dân thành phố Le Havre, thị trưởng Alain Philippe nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm thành phố và giới thiệu về thành phố Le Havre, một thành phố được xây dựng lại từ đống đổ nát sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và hiện nay đã trở thành trung tâm cảng biển của Pháp và châu Âu. Thị trưởng Le Havre bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với người dân, đất nước, con người Việt Nam, sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chia sẻ về các chuyến thăm Việt Nam vừa qua, thị trưởng Le Havre nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và ấn tượng về sự năng động và tốc độ phát triển vượt bậc của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Le Havre và các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích doanh nghiệp Pháp đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của thành phố. Với vai trò là Chủ tịch Hội Cảng Biển Quốc tế cùng các thế mạnh về vận tải đường thủy, đóng tàu, du lịch biển, thị trưởng thành phố Le Havre khẳng định sẽ hỗ trợ kết nối cảng Việt Nam với hệ thống cảng thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và thị trưởng nhấn mạnh Biển Đông là huyết mạch vận tải hàng hóa của thế giới và tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Biển năm 1982. Thị trưởng Adolf Philippe nguyên là Thủ tướng Pháp trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020 và đã nhiều lần thăm Việt Nam, gần nhất là tháng 11 năm 2018 khi còn là Thủ tướng và quay lại vào tháng 2 năm 2023 với tư cách thị trưởng thành phố Le Havre. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp Philippe Ollier đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Liên minh châu Âu EU và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải là một trong những ưu tiên mà Việt Nam và Pháp cùng thúc đẩy hợp tác trong nhiều năm qua. Về dự án tuyến đường sắt số 3 Nhổn – Ga Hà Nội, phía AFD cho biết dự án tuyến metro số 3 Hà Nội là dự án tiêu biểu cho mối quan hệ song phương. Chúng tôi rất vui mừng với việc đưa vào khai thác thương mại đoạn trên cao. Dự án trong thời gian tới sẽ phải tập trung vào phần ngầm.
việc khởi động máy vừa qua là một tin tốt nhằm mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2027. Điều quan trọng hiện nay là đẩy nhanh việc triển khai khoản viện trợ 10 triệu của AFD từ nguồn EU phục vụ công tác chuẩn bị dự án đầu tư kéo dài tuyến 3.2, tài trợ của ADB, AFD, KFWK và các thủ tục phê duyệt dự án để đảm bảo tính liên tục từ giai đoạn 1 đang được tiến hành. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn AFD đã cung cấp vốn vay cho các dự án phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam và hy vọng với sự hỗ trợ, phối hợp, tích cực của AFD, dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn ga Hà Nội sẽ sớm đưa vào vận hành chính thức, đoạn trên cao, theo như kế hoạch đề ra vào cuối năm 2024. Theo bản ghi nhớ, hai bên dự định hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa, công tác quy hoạch để tạo thuận lợi cho chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai, thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Hình thức hợp tác được thực hiện thông qua các kênh chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực hợp tác nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và đào tạo, hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải tại các hội nghị và diễn đàn quốc tế trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, huy động tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu tài trợ, chuyển giao công nghệ không phát thải nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phương tiện và thiết bị giao thông vận tải liên quan trực tiếp đến các chủ đề trong bản ghi nhớ mà phía Việt Nam có nhu cầu. Bên cạnh đó là kết quả của chương trình hỗ trợ kỹ thuật Hà Nội – Thành phố Bền Vững 2019-2022. AFD cũng cùng với các sở ngành của thành phố, đặc biệt là Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Giao thông Vận tải, xây dựng một dự án đầu tư tài trợ bởi AFD trị giá 50 triệu euro. Đề xuất dự án hiện đang được lưu hành nội bộ phía các sở ngành. Phía Pháp mong muốn thành phố cập nhật thông tin về quy trình dự án này và tăng cường mạnh mẽ quan hệ đối tác lĩnh vực giao thông bền vững ở Hà Nội thông qua việc triển khai các khoản tài trợ khác nhau hiện có, đặc biệt là từ AFD và vùng Île-de-France. AFD cũng bày tỏ sẵn sàng huy động nguồn lực để tài trợ cho việc đầu tư sửa chữa, cải tạo cầu Long Biên sau nghiên cứu, bởi đây là công trình tiêu biểu về di sản và cảnh quan đô thị Hà Nội, là biểu tượng mạnh mẽ cho mối quan hệ gắn kết đặc biệt giữa Pháp và Việt Nam.